Kính thưa quý vị, biết bao nhiêu tin đồn, bao nhiêu thắc mắc chung quanh việc Thúy Nga sắp sửa ngưng hoạt động. Chúng tôi hình dung ra một câu hỏi là nếu Thúy Nga không còn nữa thì anh chị em nghệ sĩ sẽ làm gì? Chúng tôi mời quý vị thưởng thức tiểu phẩm dưới đây có tựa đề là Nếu điều đó xảy ra. Mấy anh mấy chị làm việc kỳ kỳ chứ nít là chết rồi. Ngày xưa mấy anh mấy chị còn là ca sĩ, bắt khán giả chơi, bắt bầu xấu chơi là chuyện bình thường. Chứ đi làm nhà hàng, nấu bếp, mỗi còn là siêu sao nữa, răng mà bắt khách hàng về chơi. Tiệm mở cửa 9 giờ, hơn 10 giờ mới tới, là răng, rửa là răng. Thúy Nga đóng cửa rồi, chứ mấy anh mấy chị muốn cái tiệm này đóng luôn cái răng. Tôi khổ quá. Cái gì vậy Lê? Sáng sớm gì mà răng răng rứa om sòm vậy? Quán thì vắng ngắt à, ngày có mấy người à, tới sớm làm gì? Ngày xưa, hồi tôi còn làm ca sĩ, một lần tôi lên sân khấu, tôi hát 10 bài, cũng chẳng có chứ. Mà chừ nổi mỗi ngày mà la mấy cái mờ đi vas ní á, mà tôi khá cả tiếng đây này. Minh Tuyển tới chưa? Chưa tới. Đi làm nhà hàng, đâu có phải là siêu sao nhà trẻ mà mấy cặp cả dơ đồng hồ như rửa. Nó lén gì tôi đó. Lê à, Thúy Nga đóng cửa, ai cũng buồn hết, chứ đâu phải mình em. Tụi mình hùng tiền nhau mở cái quán này ra, đưa cho em làm manager. Em làm cái gì mà em cắt cổng hoài vậy? Em xin lỗi chị, tại em nhớ sân khấu quá. Em nhớ sân khấu, chị cũng nhớ sân khấu, Loan nó cũng nhớ sân khấu vậy. Alo. Alo, có phải ca sĩ Quang Lê đó không? À, tôi muốn book show. Dạ, 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 em là Quang Lê đây. Cậu đi muốn book show? Yes. Dạ, dạ, em là Quang Lê đây. Thứ bảy ngày 12 tháng 6, em có rảnh không? Dạ, anh đợi em tí, để em coi lịch đã. Vào nè, hơi bận, anh đợi em tí nghe. Em đang coi lịch. Ngày ní thì hạt cho chùa nè. Ngày 10 cũng bận hạt cho Houston rồi. 11 bận. Anh ơi, ngày đó thêm hơi kẹt rồi. Kẹt thì thôi, anh kêu người khác vậy. Ca sĩ bây giờ thất nghiệp thiếu gì. Anh, nhưng mà em có thể sắp xếp đi cho anh được. Ngày đó có người mời đám cưới, nhưng mà hồi trước confirm. Cách xe bây giờ em lấy bao nhiêu vậy? Thì em bận đi giả cụ, 2 năm nay có lên giả mô. Vẫn giá cũ à. Wake up baby, Thúy Nga còn đóng cửa, em biết rồi, giá cũ sao được. Bộ em tưởng em còn là siêu sao hay sao vậy? Tỉnh dậy đi em, ngủ mơ hoài. Trả cho em 500, em có đồng ý đi không? Anh cho em xin thêm 200 nữa, được không? Dứt khoát 500, không đi thì anh sẽ kêu người khác. Em đi cho anh, nhưng mà xin anh dự kiến giùm em. Trời ơi, anh là một số chuyên nghiệp mà em. Các xe người nào chỉ có người đó biết thôi. Đời nào anh tiết lộ mấy chuyện đó. Giống như nè, Nguyễn Hưng nè, Minh Tuyết nè, hát cho anh chỉ có 500 thôi. Anh đâu có cho ai biết bao giờ. Riêng chỉ có kỳ duyên là phải nuôi 2 đứa con nhỏ, cho nên anh cho thêm 200. Anh cho em xin deposit nha.
deposit là xưa rồi. Khi nào bọn show cần ca sĩ mới deposit để giữ chân ca sĩ. Thúy Nga dẹp tiệm rồi, ca sĩ ngồi chơi có đóng idol deposit làm cancel đi. À, anh thôi, đừng có buồn nữa. Tuần vừa rồi cũng có người mời show chị, chả có 500 thôi đó. Trời, mà bắt tao tới 9 giờ sáng. Trời, hát đám cưới sao mà phải tới sớm vậy? Đậm mà. Đậm má mà cũng mê chị à? Ai mà mê chị dữ vậy? Phải chi ông mê tao cũng đỡ. Khổ nổi á, trước khi ông chết á, ông trăn trối với bà vợ. Ông chỉ muốn nghe tao hát có một bài thôi. Bài gì? Đó là bài Yêu Một Người Sống Bên Nhà. Rồi em coi này giùm em nha. Cái này là của ông Quang Nghị nè. Rồi. Cái này là của ông Quang Lịch. Còn cái này là của ông Mai Thị Lựu. Coi em kìa. Cầm giùm em á. Em nghe. Sao? Mới nghỉ hạt một thời gian ngắn, em làm chi mà em hẹo vừa rửa? Tại ai? Tại em chứ tại ai. Dù chi em cũng là Mai Thiên Vân, vợ của Quang Lê. Tại ai? Tại em. Sao tại em? Tại anh Răng. Đêm nào anh cũng qua gõ cửa trái tim em biết rồi không vậy? Qua đây. Trời, tụi bay làm tao phát ớn luôn vậy. Chưa ai giao tới trơn trọi gì nè. Tới đây. Trời ơi, rao đây. Làm dữ vậy. Mọi bữa không giao sớm làm gì, bữa nay không giao trễ quá vậy. Trời ơi, xin lỗi. Sáng phải đi thăm tiệm nail chị Như Quỳnh. Ủa? Bà Như mở tiệm nail kìa. Ừ, hôm nay ngày khai trương đó. Đông khách không? Thấy thì cũng ok. Nhưng mà trên đường lên đây nè, ghé thăm chú Ngạn. Chú nhà này sao rồi không? Trời ơi, vô thăm chú. Nghe nói dạo này chú ở trong viện dưỡng lão luôn rồi. Mà vô thăm đâu có gặp được chú đâu. Mà buồn lắm. Nghe mấy cô y tá nói chú cứ lủi thủi đứng một mình trên giường, tay thì cầm cái remote control, miệng thì nói lảm nhảm, thấy mà thương vậy đó. Thấy chưa, đâu phải riêng gì tụi mình nhớ sân khấu đâu. Chú Ngạn còn nhớ hơn tụi mình nữa. Như khách vô kìa. Thôi bây giờ bưng rau ra làm sao đặt nha. Đi đâu rồi. Dạ chào chú ạ. Chú dùng nước gì? Cho tôi cái cà phê. Nhưng mà thôi đá lạnh đi. Dạ, rồi cảm ơn chú. Chú em. Dạ, chào chú. Tôi nói này chú em nghe nha. Đừng có buồn nha. Bởi vì người ta nói không có sai. Nghệ sĩ là không có biết làm business. Tiệm ăn là tiệm ăn Việt Nam. Mà phải đặt đi lấy tên Mỹ là cái gì? BB quán là cái gì? Barbecue à? Chú ơi, BB là tên Việt Nam. Chứ có tên Tàu, tên Việt chứ mô. BB có nghĩa là bụng bo rồi chú nè. Bún bò thì tại sao không lấy là bún bò Huế hay là bún bò Thành Nội mà mày đặt BB quán? Không lấy bún bò Huế, không lấy bún bò Thành Nội được. Phải lấy BB là vì răng. Là vì bữa mô mà cháu nấu bún bò Huế giờ thì BB có nghĩa là bánh bèo chú nè. Hay,
mà sao chú thấy trong quán này toàn là ca sĩ Thúy Nga không? Mà tại sao không lấy là quán nghệ sĩ quán, con phải đặt BB quán? Thôi chú ơi, tụi cháu đâu có còn đi hát nữa đâu. Lấy tên là nghệ sĩ quán á, buồn thêm. Mấy cháu buồn, nhưng mà sao buồn bằng chú buồn? Sẵn mà chú buồn. Thúy Nga làm nghệ thuật, chú cũng làm nghệ thuật. Ủa, vậy là chú cũng ở trong nghề hả? Nghề gì mà nghề? Tôi làm nghề săn băng đĩa lậu. Mà băng đĩa lậu Thúy Nga lại bán chạy nhất. Bây giờ nó đóng cửa rồi, lấy cái gì mà sang, rồi làm cái gì mà xong? Một ngày nào đó, nếu Thúy Nga sẽ không còn, thì nhiều người chìm trong đêm tối tăm, và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng.